liên hệ của bài toán để chúng ta lập hệ phương trình. Bây giờ chúng ta thầy sẽ hướng dẫn cụ thể các em về bài giảng như sau. Giải gọi x cm và y cm lần lượt là độ dài hai cạnh của tam giác vuông. Điều kiện là x lớn hơn 2, y lớn hơn 4 là do đề bài cho là nếu giảm một cạnh 2 cm, cạnh kia giảm 4 cm thì chúng ta phải có điều kiện để nó phù hợp với đề bài. Từ đó chúng ta có phương trình. Phương trình thứ nhất đó là x cộng y, x cộng 3 nhân y cộng 3, tức là tăng mỗi cạnh 2 cm 3 cm. X cộng 3 nhân y cộng 3 chia cho 2 thì bằng x nhân y chia 2, tức là gì? Diện tích của tam giác mới trừ cho diện tích tam giác cũ bằng 36. Rút gọn cái phương trình này thì chúng ta được phương trình đơn giản hơn, đó là x cộng y bằng 21. Đây là phương trình 1. Và chúng ta cũng có phương trình thứ hai theo dữ liệu bằng x nhân y chia 2 trừ cho x trừ y nhân với y trừ 4, x trừ 2 nhân với y trừ 4 đem chia cho 2, tức là diện tích tam giác cũ trừ đi diện tích tam giác mới sẽ bằng 26. Theo đề bài là giảm đi 26. Và rút gọn phương trình này chúng ta được phương trình tương đương, đó là 2x cộng y bằng 30. Đây là phương trình 2. Từ phương trình 1 và phương trình 2 ta có hệ phương trình x cộng y bằng 21, 2x cộng y bằng 30. Ở hệ phương trình này chúng ta vừa lập được thì nó sẽ tương đương, nó là cái như là tương tự với cái hệ phương trình trong các đề thi của là ở câu, chẳng hạn cụ thể là ở câu 1C của đề thi tuyển vào lớp 10 năm học 2008-2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng tương tự như câu 1B tuyển vào năm học 2009-2010 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì bây giờ chúng ta có hệ phương trình rồi, chúng ta tiến hành giải hệ phương trình. Chúng ta giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng. Thì lấy phương trình 2 trừ cho phương trình 1 thì chúng ta tìm được x bằng 9. Thế x bằng 9 vào phương trình 2 này thì chúng ta được là 9 cộng y bằng 21. Từ đó chúng ta suy ra được là y sẽ bằng 21 trừ 9 sẽ bằng 12. Như vậy chúng ta bây giờ thì chúng ta tiến hành bước thứ 3 là so sánh nghiệm vừa tìm được với điều kiện. Chúng ta thấy x bằng 6 lớn hơn 2, y bằng 12 lớn hơn 4, cho nên thỏa mãn điều kiện. Như vậy chúng ta kết luận vậy độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác là 9 cm và 12 cm. Như vậy chúng ta vừa là thầy đã hướng dẫn các em là xong cái ví dụ 1, bây giờ chúng ta tiếp tục sang ví dụ 2. Một thử ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 300 m². Tính diện tích thửa ruộng, biết rằng chiều dài hơn chiều rộng 50 m. Chúng ta đề bài cho là chu vi là 300 m², rồi chiều dài hơn chiều rộng là 50 m. Chu vi là 300 m, chiều dài hơn chiều rộng là 50 m. Tính diện tích của thửa ruộng, như vậy muốn tính diện tích thửa ruộng thì chúng ta phải tìm được chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng này. Do đó thầy gọi ẩn số là chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng. Cụ thể bài giải như sau. Gọi x mét và y mét lần lượt là chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng. Như vậy theo đề bài thì chúng ta có điều kiện x phải lớn hơn y. Như vậy x là chiều dài cho nên phải lớn hơn chiều rộng và lớn hơn 0. Theo đề bài thì chu vi của thửa ruộng bằng 300 m², cho nên ta có phương trình 2 nhân với x cộng y sẽ bằng 300. Rút gọn phương trình này thì chúng ta được phương trình x cộng y bằng 150. Đây là phương trình thứ nhất. Và chúng ta cũng có phương trình thứ hai là chiều dài lớn hơn chiều rộng 50 m, cho nên là lấy x trừ y bằng 50. Đây là phương trình thứ hai. Từ phương trình 1 và phương trình 2 ta có hệ phương trình như sau. X cộng y bằng 150 và x trừ y bằng 50. Thì ở hệ phương trình này chúng ta vừa lập được thì nó tương tự như các hệ phương trình trong câu 1D của các đề thi năm học 2014-15 và năm học 2015-16 và bài 1B của đề thi 2010, 2011, 2012, 2013 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đề thi thứ 10. Bây giờ có hệ phương trình này thì hệ phương trình này rất đơn giản, chúng ta giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng, do là y ở trên phương trình thứ nhất là cộng y dưới trừ y, thì nên chúng ta thực hiện là phép cộng. Thì chúng ta cộng xuống chúng ta được 2x bằng 200. Từ đó chúng ta suy ra x bằng 100. Thế vào phương trình 2 thì thu được là 100 trừ y bằng 50. Thì chúng ta chuyển 100 qua sang thì chúng ta tính thấy được là chúng ta tính được là trừ y bằng là trừ 50, cho nên y bằng 50. Như vậy chúng ta tìm được x bằng 100, y bằng 50. Giờ chúng ta so sánh với điều kiện để chúng ta trả lời. Với x bằng 100, y bằng 50 thì thỏa mãn điều kiện x lớn hơn y và lớn hơn 0. Cho nên chúng ta suy ra được. Do đó chiều dài của thửa ruộng là 100 m và chiều rộng của thửa ruộng là 50 m. Nhưng mà ở đây đề bài người ta yêu cầu chúng ta là tính diện tích thửa ruộng. Do đó chúng ta phải suy ra diện tích của thửa ruộng thì bằng là chiều dài nhân chiều rộng, tức là bằng 100 nhân 50 thì bằng 5.000 m². Chúng ta kết luận vậy diện tích thửa ruộng bằng 5.000 m². Để áp dụng cái bài toán tương tự, chúng ta giải bài toán thực tế thì chúng ta đi vào ví dụ thứ 3 về bài toán thực tế. Theo tiêu chuẩn FIFA, tức là Liên đoàn bóng đá thế giới, quy định về sân bóng đá mini cỏ nhân tạo 5 người kể cả thủ môn, thì sân hình chữ nhật chiều dọc tối đa là 42 m và tối thiểu là 25 m. Chiều ngang tối đa là 25 m và tối thiểu là 15 m. Trong mọi trường hợp chiều dọc sân phải lớn hơn chiều ngang sân. Dựa vào thông tin trên, em hãy giải bài toán sau. Sân bóng đá mini 5 người của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông có đạt tiêu chuẩn FIFA hay không? Biết rằng sân hình chữ nhật kích thước sân thỏa mãn điều kiện sau. Chiều dọc sân dài hơn chiều ngang sân là 22 m và chu vi của sân là 120 m. Như vậy chúng ta dựa vào để giải bài toán này, chúng ta dựa vào tiêu chuẩn của FIFA, tức là Liên đoàn bóng đá thế giới ở trên, để chúng ta xem coi kích thước sân của là bóng đá mini 5 người của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông có đạt tiêu chuẩn FIFA hay không. Dựa vào cái dữ liệu là chiều dọc sân dài hơn chiều ngang sân là 22 m và chu vi của sân là 120 m. Như vậy muốn tính được, muốn xem coi sân bóng đá có đạt chuẩn FIFA hay không, thì chúng ta phải tìm được là chiều dọc và chiều ngang của sân bóng đá mini của trường Ngọc Viễn Đông. Vì vậy cho nên thầy giải như sau. Gọi x-mét và y-mét lần lượt là chiều dọc và chiều ngang sân bóng đá mini 5 người của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông. Về điều kiện thì chúng ta lưu ý là chiều dọc phải dài lớn hơn chiều ngang, cho nên x lớn hơn y, và x thì lớn hơn hoặc bằng 25 và bé hơn hoặc bằng 42, tức là gì? Tối đa của chiều dọc là 42 m và tối thiểu là 25 m. Và y lớn hơn hoặc bằng 15, bé hơn hoặc bằng 25, tức là chiều ngang tối đa là 25 m và tối thiểu là 15 m. Đó là cái điều kiện bắt buộc của FIFA quy định. Bây giờ chúng ta dựa vào dữ liệu mà đã cho của bài toán để chúng ta có phương trình sau. Phương trình thứ nhất là chúng ta thấy chiều dọc lớn hơn chiều ngang là 22 m, cho nên chúng ta có được cái phương trình x trừ y bằng 22. Đó là phương trình thứ nhất. Và phương trình thứ hai là đề bài cho là chu vi của sân là 120 m, cho nên 2 lần nhân với x cộng y bằng 120. Rút gọn phương trình này chúng ta có x cộng y bằng 60. Từ phương trình 1 và phương trình 2 ta lập thành hệ phương trình x trừ y bằng 22, x cộng y bằng 60. thì chúng ta lập được hệ phương trình này. Thì ở hệ phương trình này thì nó tương tự giống như hệ phương trình ở câu 1D trong các đề thi tuyển 10 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2014-15 và năm học 2015-2016. Lập được hệ phương trình rồi thì chúng ta tiến hành giải hệ phương trình này bằng phương pháp cộng. Cộng hai vế của phương trình thì chúng ta tìm được là 2x bằng 82. Từ đó chúng ta suy ra x bằng 82 chia 2 bằng 41. Thế vào phương trình 2 thì bằng 41 cộng y bằng 60. Từ đó chúng ta suy ra được y nó sẽ bằng 60 trừ 41 bằng 19. Với x bằng 41, y bằng 19 thỏa mãn điều kiện của đề bài, của bài toán. Điều kiện của bài toán tức là x lớn hơn y. Rồi x lớn hơn hoặc bằng 25 và bé hơn hoặc bằng 42. Ở đây x bằng 41, như vậy thỏa mãn điều kiện. Y lớn hơn hoặc bằng 15 và bé hơn hoặc bằng 25, cho nên là y ở đây bằng 19. Chúng ta tìm được bằng 19 cho nên thỏa mãn điều kiện. Như vậy cả x và y đều thỏa mãn điều kiện. Từ đó chúng ta suy ra sân bóng đá là cái như là sân bóng đá của trường Ngọc Viễn Đông thì 5 người của trường Ngọc Viễn Đông có chiều dài, có chiều dọc là 41m và chiều ngang là 19m. Như vậy so với tiêu chuẩn FIFA thì chúng ta kết luận rằng sân bóng đá này đạt tiêu chuẩn của FIFA. Như vậy đây là một bài toán thực tế. Chúng ta luôn tương tự ở các sân bóng đá khác các em, cũng như là ở các sân cỏ nhân tạo ở gần nhà các em, hoặc là trong khu vực phường xã các em đang ở, thì chúng ta cũng muốn xem coi cái sân bóng đá mini người ta làm có đạt chuẩn FIFA hay không, thì chúng ta lưu ý chúng ta dựa vào cái bài ví dụ 3 này để chúng ta là giải và chúng ta tìm được chiều dọc, chiều ngang sân, rồi chúng ta so sánh với tiêu chuẩn của FIFA để chúng ta kết luận là đạt tiêu chuẩn FIFA hay không, hay là không đạt tiêu chuẩn của FIFA hay không. Như vậy thầy đã hướng dẫn các em là ở cái bài giảng, cái ví dụ 3 của bài giảng hôm nay. Như vậy trong tóm lại, trong bài giảng hôm nay thầy đã hướng dẫn các em 3 ví dụ. Ở ví dụ 1 là vận dụng cái kiến thức về tam giác, ví dụ 2 về hình chữ nhật và ví dụ 3 là liên hệ thực tế. Bài giảng đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo.